Hiệp một cuộc đối đầu giữa cao thủ BTFC và Chân Tình đã được bắt đầu. Bóng hay, rất căng. Thêm một cú đá nữa. Cơ hội cho Gasly. Liên tục là những tình huống mà hàng phòng ngự PTFC mất tập trung. Nhân Kaka. Vẫn là số 4. Cú dứt điểm quá căng và đó là 1-0 cho PTFC. Khá bất ngờ khi mà BTFC lại là những người vượt lên trong một thế trận họ đang có phần bối rối trong cách triển khai tấn công. Một thoáng mất tập trung của hàng thủ Chân Tình, họ đã thiếu cảnh giác ở trong tình huống kéo bóng lên của cầu thủ chạy cánh trái bên phía PT. Chuyền hợp lý, Tấn Doanh, Huy Đen tách xuống đáy biên. Đây là Huy Đen được chuyền ngang, cơ hội không được. Cú đá cuối cùng của Nhân Kaka lại không đủ hiểm. Đó là bài dàn vỗ rất hay đến từ BTFC. Tình huống tấn công của PTFC, đánh đầu không được. Rất đáng tiếc cho tình huống bỏ lỡ đá quả của cao thủ PT. Nhưng đó là tình huống xử lý bảo hiểm. Hình Gasly, cơ hội cho đường chuyền trúng, không chiến thắng được Mai Hoàng Phúc. Tiếp tục là những tình huống xuất hiện bất ngờ của Đinh Kiên Trùng. PTFC đang gặp vấn đề ở trong những tình huống phòng ngự bóng hài. PTFC đang là những người dẫn bàn thì điều đó sẽ không xuất hiện quá nhiều. Và Huy Đen tuyệt vời, mẫu mực. Đó là bản năng của một sát thủ. Và bàn thắng thứ 6 đến với Huy Đen. Lúc này thì Huy Đen đã cân bằng được số bàn thắng với Long Củi bên phía Sông Hùng. Cú đá chéo góc là không thể cản phá. Trước đó là một tình huống khống chế tựa xoay. Và cắt bóng của Trung Nguyên. Cơ hội đến với Huy Đen. Huy Đen không vào. May mắn đã không đứng về phía số 19 của PT. Có thể nói là trạng thái thi đấu của Chân Tình ngày hôm nay đang là không tốt. Họ đang không có được cảm giác tốt. Tài Di Maria, cơ hội rất rõ rệt. Huy Đen, và đây là cơ hội rất chắc ăn, rất chắc ăn. Bàn thắng thứ 7 của Huy Đen tại SPLS3. Và cao thủ Chân Tình bị trừng phạt một lần nữa bởi những tình huống kiểm soát bóng. Có lẽ đó sẽ là đường chuyền. Cú dứt điểm, đó là bàn thắng của Bảo Đen. Phút thứ 21 và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Vẫn là những pha bóng cố định thấp lại những hy vọng cho đội bóng của Long Giang. Một tình huống dàn xếp quen thuộc của Chân Tình. Văn Quý đã block người. Ấn tượng Lê Vương Minh Nhất. Đưa bóng ra cột 2, không vào. Quá đáng tiếc. Đó là tình huống áp cột đến từ Hoàng Sa Vì. Thật may mắn đã không đứng về phía Chân Tình ở pha bóng này. Rất tốt. Có cơ hội dứt điểm. Vẫn còn không vào. Người có mặt kịp thời đó là Hữu Tuấn trước khi cơ hội đến với Bảo Đen. Sẽ là sự tăng cường ở giai đoạn 2. Thanh Tuấn, Thanh Maluda rất khéo léo. Tại Di Maria, Thanh Maluda, cơ hội đường chuyền dứt điểm không vào. Bóng chung xà ngang. Bảo Đen thả bóng. Dứt điểm rất nguy hiểm nhưng bóng đã đi ra ngoài. Và như vậy đó cũng là tình huống khép lại trận đấu giữa PTFC và Chân Tình. Chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về phía